bây giờ là một con giấy ma thuật. Tại sao lại là giấy ma thuật ạ? À? Anh em nhìn này, con giấy nhà em dùng không bao giờ hết. Nani? Anh em nhớ giúp em nhé, dùng không bao giờ hết. Choáng váng cô gái với khả năng giao hàng online khiến các thánh livestream phải khiếp sợ. Có thể nói, livestream đang là một công việc khá hot hiện nay. Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đều sử dụng hình thức này để lôi kéo khách hàng và nâng cao lượng chốt đơn, tăng doanh thu cho mình. Thực tế, không có một công thức chung nào cho văn bán hàng livestream cả. Vậy nên khách hàng không chỉ được ngắm nghía sản phẩm mà còn được thưởng thức những màn ăn nói đa dạng có 102 của các thánh livestream. Trường hợp sau đây chính là một ví dụ điển hình. Chị gái này đang ngồi livestream giới thiệu về sản phẩm của mình, thế nhưng nó lạ lắm. Cụ thể, khi xem clip, chúng ta có thể thấy chị đang giao bán bịch giấy ăn. Chị giới thiệu rằng bịch giấy ăn ma thuật này dùng không bao giờ hết, kết hợp với chất liệu nylon cao cấp và lời cam kết chắc nịch khiến người xem phải bật cười. Dùng không bao giờ hết. Anh em nào dùng hết nói em, dùng hết lập tức nói em bán cho gói mới. Thế nhưng nụ cười chưa kịp nở hoa thì chị đã phán ngay mức giá khiến anh em sau đó được một phen ngã ngửa. Giá niêm yết con giấy này tại cửa hàng của em là 9.2 triệu. 9.2 triệu. Nhưng ngày hôm nay bỏ qua giá 9.2 triệu. Bỏ qua giá 9.2 triệu lên cho 4 suất. 4 suất comment nhanh nhất sẽ được mua với giá bao nhiêu ạ? 15.000. 15.000 bán luôn. Vâng, 9,2 triệu cho một bịch giấy và bán với mức giá 15.000 cho 4 người đầu tiên. Chẳng biết bịch giấy này mạ vàng hay có công dụng thần kỳ nào mà còn đắt hơn cả giấy ăn nhà mình thế nhỉ? Mặc dù mức giá có hơi ô rẻ, nhưng từ biểu cảm gương mặt cho đến giọng nói, câu chữ khi livestream bán giấy ma thuật của cô gái đều khiến người xem cuốn theo và vô cùng tâm đắc. Sau khi clip được đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng như sau. Nghệ cả cố luôn á trời! Đỉnh cao của sự hề hước là đây chứ đâu! Nghe mà cuốn ghê luôn á! Thôi chị về đây bán hàng cho em đi nè! Bạn nghĩ sao về cô gái này? Chia sẻ cho chúng mình biết ngay nhá! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.